Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với blog Yogi Travel và thương trong cái bài tập yoga của ngày hôm nay. Mình đã nghỉ làm YouTube mất 3 tháng tại vì mình có tham gia một cái khóa học về programming, về học về code. Cho nên khóa học của mình vừa kết thúc và mình đã quay lại đây làm video cho mọi người, trả bài cho mọi người. Thì cái bài tập yoga hôm nay của mình sẽ là một bài tập full Hatha Yoga 1 tiếng 60 phút. Đối với bài tập hôm nay, mình sẽ tập trung vào 3 thứ. Thứ nhất là cái hơi thở của mình. Hãy luôn lắng nghe, để ý để cái hơi thở của mình dài và đều. Cái thứ hai là cái sự yên tĩnh của cơ thể, của tâm trí. Mình hãy thư giãn trong khi mình chuyển động, trong khi mình luyện tập. Cái thứ ba là những cái động tác kéo giãn lại cơ, rướn lại người để cho mình đỡ đau lưng, đỡ mỏi và rướn lại, mang lại năng lượng cho cái cơ thể của mình. Thì bài tập hôm nay sẽ phù hợp cho những người mà level basic, tức là những người vừa mới tập yoga, những người lớn tuổi hoặc là những bạn mà muốn thư giãn, muốn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đều có thể tập được bài này nha. Nào, mình bắt đầu thôi. Trải thảm ra và mình ngồi lên giữa thảm của mình. Như thường lệ thì mọi người có thể ngồi bất cứ cách nào mà mọi người thấy thoải mái, miễn là giữ cho cái lưng mình thẳng, giữ cho cái trọng lượng của cái cơ thể mình nó dồn hết xuống phần mông phía sau và thả lỏng vai, mở lồng ngực ra là được nha. Hay bây bạn đặt mềm lên gối, vai bạn mở ra và cái khuôn mặt bạn thư giãn. Nào, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mình sẽ hít thở vài nhịp, mình sẽ thư giãn, mình sẽ tận hưởng cái sự yên tĩnh, cái sự thoải mái trước khi mình bắt đầu bài tập. Hãy để cái khuôn mặt của mình thả lỏng ra và tập cái thói quen là mỗi khi mà mình nhắm mắt lại thì mình đóng cái cửa sổ của mình lại, cửa sổ cửa chính đóng hết lại và mình chìm vào bên trong của mình thôi. Và bắt đầu để ý vào phần lưng của mình. Cái lưng bạn đang bị đẩy về trước hay là bạn bị ngửa ra sau? Lưng của bạn có đang thẳng hay không? Mình thấy có một điểm mà mọi người hay bị lỗi, đó là mọi người hay rướn về phía trước nhiều quá. Thì đa số các trường hợp là mình hướng dẫn mọi người đẩy cái lồng ngực, đưa cái lồng ngực về phía sau và dồn hết cái trọng lượng của mình xuống phần mông. Cảm giác như là mình đang dựa vào một cái bức tường phía sau thì cái lưng của mình nó sẽ thoải mái và sẽ thẳng được hơn. Và bắt đầu đem cảm giác vào cánh mũi của mình. Hơi thở đi vào và đi ra từ mũi. Sau đó mình để ý xuống cái lồng ngực của mình. Hơi thở đang làm cho lồng ngực của mình phập phồng lên và xuống nhịp nhàng. Mình để ý xuống phần bụng của mình. Nếu mình đang hít thở bằng 3 thì cái bụng của mình, cái phần lỗ rốn cũng đang nhịp nhàng lên xuống khi mình hít và thở ra.
sau khi mình kiểm soát được hơi thở êm và dài, bắt đầu cảm giác vào sự thư giãn. Da trên khuôn mặt của mình bắt đầu thư giãn và thả lỏng ra. Đỉnh đầu của mình cũng thư giãn và lỏng ra. Hãy để mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh. Tận hưởng cái sự yên tĩnh của cơ thể của mình và sự yên tĩnh của ý thức của mình. Mình hãy hít thở, giữ nguyên cái sự yên tĩnh và thư giãn một vài nhịp trước khi mình bắt đầu bài tập nha. Một vài nhịp thở nữa thôi. Và hãy hít một nhịp cuối cùng thật sâu. Mang nụ cười lên khuôn mặt của bạn. Và bạn thở dài ra và mình mở mắt ra luôn. Mình đặt hai bàn tay lên gối, lắc lư nhẹ vai. Bạn lắc qua lắc lại, bạn vặn vẹo vai và cổ theo hướng mà mình cảm thấy thoải mái. Sau đó, mình hãy đặt một chân gác lên cái đầu gối còn lại. Bạn có thể để cổ chân đặt lên trên cái đầu gối bên kia, rồi kéo đầu gối còn lại đè xuống cái bàn chân dưới sàn. Hoặc là bạn chỉ cần ngồi gác chân lên thoải mái theo cái cách mà bạn cảm thấy thoải mái là được rồi. Đặt hai bàn tay lên đầu gối và đẩy cho hai cái gối của bạn nhìn xuống sàn. Mỗi nhịp hít, bạn kéo rướn lưng và thở ra, bạn rướn người đẩy về phía trước. Hít vào thì nâng lên, cảm giác cái phần lưng sau của mình nó sẽ được kéo giãn ra. Mình bắt đầu tập một vài nhịp nha. Thở ra, bạn rướn người và giãn về trước, dùng hai tay nhìn xuống gối và đừng còng lưng. Sau đó hít vào, bạn nâng lên. Mình sẽ tập theo cái hơi thở của mình. Thở ra, nhìn về trước, kéo giãn phần lưng dưới. Hãy lặp lại vài nhịp. Hít vào, nâng lên. Thở, rướn về trước, kéo dài lưng ra. Hãy lên xuống và đem hết cảm giác vào phần lưng sau của mình. Và mình lặp lại một nhịp cuối cùng. Bạn rướn hết về trước, mở vai ra. Sau đó, bạn sẽ rời hai tay và chạm xuống sàn. Chạm và xòe các ngón tay về phía trước mặt của mình luôn. Giữ đây một chút. Lắng nghe vào phần thân sau của mình đang được kéo giãn ra. Mình có thể bò cái tay mình về trước một chút xíu nữa.
cảm giác vào độ rườn dạ sâu hơn. Và nếu bạn nào cảm thấy thoải mái và dẻo hơn, bạn có thể hạ được cái cùi chỏ của mình xuống sàn luôn và giữ ở đây. Còn nếu không được thì hãy cứ thẳng tay và bám như vậy, nó cũng giúp cho cái lưng sau của mình được giãn ra rồi. Giữ ở đây. Thở nhẹ nhàng. Sau đó mình bò tay phải của mình đặt vào giữa thảm, giữa cái đường giống với hông của mình. Mình sẽ quạt tay trái lên trời, từ từ xoay vai, mở vai trái ra, lật ngược lên và chiều tay trái của mình lên. Xoay cái cằm và xoay cái khuôn mặt mình lên luôn, tạo ra cái độ xoắn nhẹ ở phần cổ của mình. Một nhịp nữa thôi. Và mình cúi xuống, đổi về, chạm cái tay trái xuống. Nếu bạn nào nhấn được cùi chỏ xuống thì hãy nhấn và vươn tay phải của mình về hướng bên kia. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra nhẹ nhàng. Sau đó mình quay lại, chống cả hai tay xuống sàn. Lần này nếu được hãy bò ra thêm một chút, cảm giác cái tay mình rườn ra được thêm một chút nữa, rườn nhiều hơn. Rồi từ từ kéo vào trong, lật từng nốt sống và mình quạt cả hai tay của mình lên trời, hít vào, ngực mở ra, cánh tay vươn lên, hóp bụng vào, rườn thẳng người. Thở ra hai tay chắp lại, hạ nhẹ nhàng xuống trước lồng ngực của mình. Mình sẽ lặp lại trong vòng 5 nhịp, cho nên nếu được hãy nhắm mắt vào và cảm nhận cái độ mở của lưng, của vai mình ha. Hít vào, mở hai tay, mở cánh tay, rướn lên. Thở ra, hai tay chắp về trước ngực, hạ nhẹ nhàng xuống trước lồng ngực của mình. Tiếp tục hít vào, cánh tay mở vươn lên, rướn cao. Tay chắp, hạ nhẹ nhàng về trước lồng ngực và thở ra. Hít vào, vươn lên. Thở ra, hạ xuống. Một nhịp nữa, hít vào, vươn lên. Sau đó mình nghiêng hết vai của mình về bên phải, rớt xuống một chút, rớt xuống một chút, chống bàn tay bên phải của mình xuống sàn và trườn tay trái của mình theo mang tay. Mình nghiêng qua, thẳng cái cùi chỏ tay ra. Nếu mình để lỏng mình sẽ không có tạo được cái độ kéo giãn ở đây ha. Thẳng cái cùi chỏ ra và rướn các ngón tay dài ra, giữ lại đây một chút. Sau đó mình lại nâng lên, chắp hai tay về trước ngực. Mình đổi qua bên kia, nghiêng vai về bên trái, chống bàn tay trái xuống sàn, ra xuống chút nữa, trượt tay phải theo mang tay và kéo dài ra. Thẳng cùi chỏ và kích hoạt ngón tay. Rồi từ từ mình nâng người mình lên, ngồi thẳng lên, hai tay lại đặt lên gối. Lúc này mình mở hai chân của mình. Nhịp cái đầu gối lên xuống. Sau đó mình chỉ cái mũi chân của mình thẳng lên, cái mũi chân chỉ hẳn lên trời. Hai tay đặt lên đùi và ổn lưng, rướn thẳng lưng. Hít vào, rồi thở ra. Chỉ cần mình nhìn cái chân của mình căng xuống sàn và chỉ cái mũi chân thì cái phần gân kheo ở dưới cái đầu gối của mình nó sẽ được giãn ra. Mình bắt đầu khởi động cho chân căng ở đây. Hãy giữ ở đây vài nhịp.
hít vào dài và thở ra dài. Một nhịp nữa, hít vào và thở ra. Giữ nguyên cái chân trái, mình khuỷu đầu gối chân phải và đạp xuống. Hai tay ôm vào dưới đầu gối và ưỡn cái lồng ngực của mình lên. Nhìn về phía trước. Sau đó mình nhấc cái chân bên phải đặt qua phía ngoài của đầu gối chân bên trái của mình và cố gắng đạp cái bàn chân chạm xuống sàn luôn. Sau đó mình sẽ vặn người về bên phải của mình ha, xoay cái tay phải ra sau, chống về phía sau. Nếu bạn cảm thấy là mình không có vặn được sâu thì hãy nắm cái tay này lên gối, xoay ngực khớp bụng thẳng ra sau. Nếu bạn cảm thấy bả vai mình có thể vặn được nhiều, quay xuống và nắm lấy cái đầu gối của cái chân trái dưới sàn, bẩy và xoắn ra nữa. Nếu mà chắc nữa, bạn hãy bò cái tay bên trái này qua này, nắm lấy cái cổ chân của cái chân bên phải của mình và khớp bụng lại, bắt đầu xoắn và mình vặn cái người, bẩy vai bên phải ra sau, xoay cái khuôn mặt ra sau luôn, xoắn người mình về phía sau. Đừng quên là chỉ cái mũi chân trái lên sàn, mắt nhìn về sau và hít thở dài. Nhịp nữa, xoắn hết cằm về phía sau. Sau đó xoay khuôn mặt về phía trước, cỡ hai tay ra và thả lỏng về phía bên trái. Chống nhẹ hai bàn tay, mềm vai xuống, giữ đây. Và nhẹ nhàng nâng người lên, mình sẽ đổi bên, đặt thẳng hai cái chân mình về trước, giữ cho hông ngồi chắc lại. Hatha là bài tập chậm rãi, liên kết vào hơi thở, cho nên mình tập từ tốn, chậm rãi và đừng quên cái hơi thở của mình nha. Mũi chân chỉ lên, hai chân ép chặt xuống, hai tay đặt lên đùi, thẳng lưng của mình, kéo các đốt sống lưng dài, hít thở một chút. Sau đó mình khuỷu đầu gối bên trái và đan hai tay vào dưới gối, đạp bàn chân xuống. Lúc này thường là mình sẽ có xu hướng đổ cái ngực về trước á, ha, cho nên cố gắng rướn cái ngực ưỡn lên, nâng lên, nâng lên, nâng lên và kéo cái lưng mình thẳng lên. Giữ đây, vai lồng ngực mở rộng, lưng của mình thẳng, mũi chân bên phải của mình chỉ lên trời. Chân bên trái đặt gác qua đầu gối bên phải. Sau đó mình dùng tay phải nắm lấy đầu gối, hóp cái bụng vặn ra sau, chống tay trái về cuối thảm. Và như hồi nãy, mình có các lựa chọn nắm ở đầu gối trên này, nắm ở đầu gối dưới này, hoặc là nắm lấy được cái bàn chân phía dưới này, nắm lấy cổ chân phía dưới này luôn, hóp xoắn về phía sau. Nếu mà bạn nắm lấy đầu gối, hãy bẩy ra, kéo nó về bên kia và xoay khuôn mặt mình về phía sau. Đừng quên vẫn chỉ cái mũi chân phải của mình lên trời, nhìn về sau và thở ra. Mình từ từ quay về giữa và thả lỏng vai về bên kia. Và mình nâng người, đá hai chân của mình về phía trước trở lại. Mình sẽ kéo và duỗi giãn người về phía trước nha. Lắc cái hông qua lại để cái phần mông của bạn kéo về phía sau. Rưỡi hai tay về trước quạt lên trời. Hít vào mình rướn lên, bắt đầu thở ra. Đổ từ từ và trườn về trước. Thở dài ra, thở dài ra, đổ chậm lại.
chậm rãi. Nếu mà bạn chỉ nắm được lấy cái cổ chân thôi thì hãy nắm cổ chân ưỡn ngược ra. Nếu mà bạn nắm được lấy bàn chân, hãy nắm bàn chân, tạo cái lực và khuỵu cái quỳ chỏ mình ra, cái người mình xuống, đổ xuống từ từ, đổ xuống thêm chút nữa, cái mũi chân của mình chỉ cao lên, thẳng lên giống như lúc nãy mà mình tập cái động tác ép cái chân xuống sàn. Thở ra đổ xuống, hít, thở ra xuống chút nữa, hít, thở ra xuống chút nữa. Nếu được mình có thể nằm rạp ép hoàn toàn cái người xuống luôn, nếu không thì hãy cứ giữ đây và hướng về phía trước là được rồi. Đối với những bài tập mà đơn giản cho tất cả mọi người có thể tập được thì mình chỉ tập ở cái mức mà level cho mọi người quan sát và tập theo thôi nha, mình không có ráng và cố gắng để tập sâu hết cái thế cuối cùng. Mọi người hãy tự cảm giác vào cái cơ thể mình nắm được tới đâu cũng được, đâu đó ở đây cũng là rửa được lưng rồi, hoặc là đâu đó ở đây cũng kéo được rồi. Không nhất thiết phải là nắm hoàn toàn và ép hết xuống, tùy vào cái độ dẻo, tùy vào cái thời gian và mình tập nữa thôi ha. Rửa ra và mình sẽ tập ở cái level giữa, cái mức ở giữa để mọi người đều có thể thấy được và có thể quan sát được. Kéo lưng dài, hít thở dài, sau đó mình đưa tay phải ra nắm lấy bàn chân trái. Nếu mà những bạn đang nắm đầu gối thì có thể khuỵu lại mới nắm được chân, đá nó về phía trước. Bây giờ ráng cố gắng thẳng từ từ ra nè, khuỵu gối thẳng gối để rướn ra. Nếu mà thẳng được ra rồi, ưỡn lưng dõng dạc lên, xoay tay bên trái về sau chống xuống sàn và mình bắt đầu vặn ngược về phía sau lần nữa, hóp bụng vặn lưng về phía sau, đừng quên hai mũi chân đều chỉ căng lên trời, xoay mặt và vặn về sau. Những cái động tác vặn xoắn này rất là có lợi cho cái lồng ngực và cái vai phía trên của mình. Nếu mà mình ngồi hoặc là mình làm việc bài tính nhiều á, thở vặn ra sau, xoắn ra thêm chút nữa, rướn ra. Một nhịp cuối cùng, bẫy hết về phía sau. Sau đó xoay khuôn mặt về phía trước, khuỵu đầu gối chân trước và mình gác lên đùi của chân bên kia. Gác hẳn cái chân này lên đùi, dùng tay trái đẩy nó xuống, nhấn nhẹ nhàng lên, nhấn nhẹ nhàng lên, rạp xuống một chút, nhấn, rồi nâng lên. Và lần này nhấn hẳn xuống, rướn cái người về trước và mình bò hai tay bắt lấy cái chân phía trước trở lại, cũng như hồi nãy mình nắm được tới đâu thì mình rướn người, kéo lưng về trước giữ ở đây. Một nhịp hít nữa thôi, rồi mình thở dài ra và dùng hai cái tay đặt vào dưới đầu gối phải, mình nâng cái chân lên. Bắt đầu mình sẽ thăng bằng, mình có thể là nắm tay dưới đầu gối, ưỡn cái người ra sau và nhấc cái gót chân lên khỏi sàn như vậy. Hoặc nếu mà bạn tốt hơn, có thể nắm lấy nguyên cái bàn chân này và từ từ nhấc lên, chậm rãi nhấc lên và đá hẳn về phía trước như vậy. Thăng bằng lên mông của mình có thể là hơi khó ha. Hít thở chậm. 5 4 3 2 3 1, khuỵu gối hạ nó xuống sàn trở lại. Sau đó gỡ hai chân ra, đạp về phía trước, lắc lư cái chân của mình nhẹ nhàng. Mình lại lặp lại một lần nữa ha. Rướn lưng về trước, quạt hai tay, hít vào, vươn cánh tay thẳng lên và đổ ra về trước. Tay của mình tới đâu hãy bắt tới đó và kéo cái lưng dài ra, giữ đây một vài nhịp, hít thở dài. Gỡ tay bên trái, nắm lấy cái chân phải của mình, nắm lấy cái mép trên, khuỵu gối để nắm được, rồi đá hẳn nó về phía trước, thẳng băng về phía trước. Nhịp lên xuống vài lần để cái đầu gối mình quen với cái việc duỗi thẳng.
lên xuống, lên xuống. Và khi được rồi, hãy đá thẳng về phía trước hoặc là khuỷu một chút cũng không sao ha. Nhưng mà phải thẳng được lưng, xoay tay phải về phía sau, chống xuống sàn, bắt đầu hóp bụng lại và mình xoắn vặn người mình về phía sau. Xoay cằm ra phía sau luôn, chỉ mũi chân lên trời. Hít thở dài. Và từ từ xoay khuôn mặt về phía trước, khuỷu cái đầu gối bên phải của mình gác lên đùi bên kia. Và lại nhẹ nhàng dùng tay đẩy đầu gối bên phải nhấn xuống, lên, xuống, xuống và lên chậm rãi. Và sau khi mình nhấn được xuống hoàn toàn này, mình rướn người về trước và dùng tay bám lấy cái chân phía trước của mình rướn ra. Ổn xuống một chút, đạp xuống một chút nếu được, kéo người xuống sâu một chút nếu được, đạp hoàn toàn xuống luôn nếu được. Sau đó lùi hai tay về đầu gối. Lần này mình sẽ làm cái cách dễ để mọi người nhìn ha. Hai tay nằm lên gối, nâng cái, chống cái gót chân về sàn trước, ưỡn cho cái ngực giọng dạc ra, dồn lực lên hông và mình nhấc nhẹ cái đầu gối của mình lên khỏi, nhấc nhẹ cái gót chân của mình lên khỏi sàn. 5 4. Những bạn nào tập được vẫn cố gắng bắt lấy cái chân như hồi nãy nha. 3 2 và 1, hạ xuống, cỡ hai chân ra, lắc lư nhẹ hai cái chân của mình. Từ tư thế này mình sẽ độ chéo chân, rướn cái người về trước và vào tư thế tư thế chỗ mặt duỗi mình, ấn cái mông lên đẩy về trước, lùi chân ra sau, bàn tay bám chắc và duỗi hết người vào tư thế chỗ mặt duỗi lưng, lắc lư hông lưng vai, lắc qua lắc lại nhẹ nhàng về hai bên. Kéo giãn vai ra, đây là tư thế chỗ úp mặt đầu tiên. Hãy rướn hết cái người mình căng một đường, rướn hết cái vả vai từ mông xuống cánh tay thành một đường, rồi từ mông kéo xuống gót chân của mình cũng thành một đường. Nhìn về phía trước và mình sẽ bước chân bên phải của mình lên giữa hai tay, co cái đầu gối vào và bước hoàn toàn lên tới giữa hai tay nha. Hạ đầu gối phía sau và úp mu bàn chân sau xuống, nâng người lên, chống hai tay lên hông, ổn lồng ngực của mình lên, mở vai ra, nhìn cố định vào một điểm trước mặt, nhẹ nhàng ngửa người ra phía sau một chút, sau đó vươn hai tay, đan các ngón tay lại, mình đặt về phía sau gáy của mình. Lúc này hãy bẩy cái cùi chỏ ra và nhìn lên trời, trụ chắc lực vào cái đầu gối và cái bàn chân phía sau, mình sẽ giữ được thăng bằng tốt hơn. Giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1, rướn lưng thẳng lên, sau đó đổi tay chạm về phía trước, lắc lư cái hông, mình sẽ rút cái đầu gối của mình về phía sau, rút cái chân đưa về sau và mình lại quay về 4 điểm. Bám bàn tay vào tư thế chỗ mặt duỗi mình, đợi rướn hết về sau, giãn dài lưng mình ra. Đã bước chân bên trái của mình lên giữa hai bàn tay, cao lên cho tới lúc nó nằm được giữa hai tay. Từ đây hạ đầu gối và úp bàn chân sau. Nhớ là cái đầu gối và cái bàn chân sau rất quan trọng để mình giữ được cái thăng bằng này. Nâng người mình, vươn hai tay lên, đan tay vào phía sau gáy, giữ lấy cái cổ của mình và mình ngửa ra, bẫy hai cái cùi chỏ để ngửa lồng ngược ra, nhìn lên, hít thở một vài nhịp. 5 4 3 2 và 1, rướn thẳng cái lưng mình lên trước, đổ về phía trước, chạm tay xuống, rút cái đầu gối của mình
kéo về phía sau, nhón chân vào tư thế chấu mặt duỗi mình, kéo dài hết người và giãn ra. Lắc lại hông vai, lắc lại lưng. Sau đó mình lại bước chân bên phải của mình lên đầu thảm trở lại, bước về phía trước, gót chân sau của mình hạ nghiêng về bên phải, làm sao cho hai cái chân mình, chân trước và chân sau nó thẳng thành một đường. Nâng cả người mình lên, mình sẽ vào tư thế chiến binh hai, khuỷu đầu gối, chân sau ngang 90, chân trước dọc 90 độ. Hai tay chống lên hông, hãy xoay hết mặt về phía hướng cái màn hình. Và mình dang ngang hai tay ra, đây là tư thế chiến binh hai. Giữ lại ở đây, mắt nhìn về phía tay bên phải của mình, cánh tay dang, lồng ngực mở ra. Sau đó mình sẽ gác cái cùi chỏ tay bên phải xuống đầu gối phải, tay trái kẹp theo mang tay và rướn ngẩng mặt nhìn lên trời. Trụ chắc lực vào hai bàn chân ở dưới đất của mình. Sau đó mình quay về chiến binh hai nha, dang ngang tay trái ra sau, kéo người, dạng thẳng hai tay. Sau đó thẳng đầu gối phía trước, mình sẽ vào hoàn toàn vào tư thế triangle, là tư thế tam giác. Rướn tay phải về trước, hạ từ từ cho tới khi ngón tay phải chạm xuống, vươn tay trái lên và ngẩng mặt nhìn lên. Rồi cúi người nhìn xuống, chống hai bàn tay, khuỵu đầu gối trước. Mình bước về tư thế chỗ úp mặt duỗi mình trở lại, mũi chân trái nhón, rút chân trước ra sau, đẩy người và giãn ra. Mình sẽ đổi chân, bước chân bên trái của mình lên giữa hai bàn tay, bước vuông góc, bước thẳng về phía trước, ngẩng mặt rướn lưng. Sau đó mình hạ ngang cái gót chân phải 90 độ, nâng cả người mình đứng hoàn toàn lên. Từ từ khuỵu đầu gối phía trước, mở ngang người và mình vào tư thế chiến binh hai. Hai tay mình dang ngang ra, mắt nhìn theo ngón tay trái của mình, lồng ngực mình mở rộng và bám chắc hai tay. Sau đó mình gác cái cùi chỏ tay trái của mình chạm xuống, ép tay phải của mình theo mang tay và bắt đầu kéo dài từ mũi chân tới mũi tay, kéo thành một đường dài. Sau đó mình vươn lên vào tư thế chiến binh hai trở lại, nâng người, thẳng đầu gối phía trước của mình, trườn tay trái xuống từ từ cho tới khi mình vào được tư thế tam giác hoàn chỉnh, trườn tay phải lên và vươn người lên. Cúi người nhìn xuống sàn và khuỵu đầu gối trước, mình chống tay phải, chống tay trái, nhón mũi chân sau, rút về, chỗ úp mặt duỗi mình, hãy duỗi hết toàn bộ người mình ra sau, rướn giãn về phía sau, kéo dài lưng ra, thở ra, nhẹ nhàng hạ hai đầu gối của mình xuống sàn, trườn về phía trước, hạ ngực, hạ cằm, hít vào uốn rắn hổ mang, xiết đùi, lật ngực, vươn người rướn mở vai và lùi về, chỗ úp mặt duỗi lưng, dạ người mình kéo ra. Lặp lại 5 lần, hít vào, vươn về trước hạ gối, khuỵu cùi chỏ đưa người, hạ ngực, hạ cằm, hít vào, ụm ngực rướn người vươn lên, lùi về sau, chấu mặt duỗi mình, thở ra. Hít vào, rướn về, hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, uốn lưng rướn người vươn lên, thở đẩy về phía sau, giãn ra. 3, hạ gối, cố gắng đưa cái người về trước, mình sẽ hạ được xuống dễ dàng. Hít vào,
nâng lên, lùi về, chấu mặt, duỗi người. Nhịp thứ tư, hạ gối, đưa người, hạ ngực, hạ cằm, uốn lưng rướn người. Và lùi về, chấu mặt, duỗi lưng giãn ra. Vòng cuối cùng, hạ đầu gối, rướn người về trước, hạ ngực, cằm, uốn lưng siết, đùi rướn lên. Và lùi về tư thế em bé, chậm rãi ép về sau, khép hai cái gót chân lại lùi xuống cho tới khi trán của mình chạm xuống sàn, hay cánh tay vẫn duỗi dài ra. Ngẩng trong tư thế em bé một vài nhịp. Mình lắng nghe lại hơi thở của mình. Lắng nghe lại từng nhịp hít dài và thở ra dài. Nhắm mắt và cảm nhận sự yên tĩnh bao trùm lên cơ thể của mình. Hai hơi thở nữa thôi. Sau đó mình kéo hai bàn tay chống về gần khuôn mặt, nâng người lên, khép hai cái đầu gối vào và mình ngồi thẳng lưng. Ngồi mông chạm lên gót chân của mình, hai tay đặt lên gối, thẳng lưng và mở vai ra. Từ đây quạt cái tay, chỉ cái tay phải của mình rướn lên trời, chỉ thẳng lên, kéo lên. Đưa tay trái của mình về sau và khuỵu cái cùi chỏ sau lưng này, mình đánh qua, đánh lại để cái tay của mình, cái cùi chỏ của mình nó mở dần ra. Sau đó mình kéo lại, bắt lấy tay trên và tay dưới của mình, bắt lấy nhau, nắm lấy từ phía sau và bẩy ra. Mình xoay mặt về phía sau cho mọi người nhìn thấy tay nha. Đây, hai tay khóa lại, kéo cái cùi chỏ tay phải lên và giữ lại. Móc hai cái tay mình như móc câu á. Nếu mà bạn không nắm được, hãy dùng cái dây hoặc là cái khăn ha, để mình ngoéo nó tới nhau. Nắm một đầu bên này, nắm một đầu bên này rồi kéo dần dần nó lại. Giữ đây một vài nhịp. Rồi từ từ mình gỡ ra, gỡ tay về phía trước, gỡ tay trái ra. Mình lắc nhẹ lại cái bả vai, cái cánh tay và mình sẽ đổi qua bên kia. Mình tập lại cái trang như vậy nha. Đá tay bên trái, đánh cái tay trái cao lên. Rồi tay phải của mình đánh về phía sau. Thường là những bạn nào mà thuận tay bên phải thì bên này nó sẽ khó hơn một chút nè. Kéo cao cái tay này lên, sau đó mình móc lại, quả hai tay lại với nhau và nắm chặt ở phía sau, xoay cái người nhìn về phía trước. Hãy giữ lại đây. Nhịp nữa thôi. Rồi mình từ từ gỡ ra, chìa tay trái lên, đổ về trước, gỡ tay phải ra, lắc lắc, duỗi duỗi hai cánh tay của mình. Và mình chống hai tay về đầu thảm, quay lại tư thế bốn điểm. Hai bàn tay chống, lùi đầu gối của mình về phía sau. Lần này mình sẽ tác động vào cái cơ kho, là phần cơ, phần trung tâm, phần bụng đùi của mình một chút nha. Hai tay chống, hai chân chắc, nhớ ha, vuông góc tay và vai, vuông góc đầu gối và mông. Khi nào mà mình trụ chắc được như cái bàn bên kia thì mình mới rút tay rút chân lên dễ và không ngã nghiêng. Đá chân phải mình ra sau, nâng lên bằng với mông của mình,
cảm giác như là mình đạp vô cái bức tường ở phía sau. Vòng bụng lại, giữ thăng bằng, hít vào rướn từ chân tới khuôn mặt kéo ra, thở ra còng của mình kéo vào đầu gối, cuộn vào trong, thở ra, đừng cụi tay ha, thẳng tay cuộn người thôi, hít vào rướn lên, thở ra cuộn vào trong, hít vào đạp thẳng chân về sau rướn ra, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Hai nhịp nữa, hít vào đạp chân rướn vai, thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào, mình thở ra. Sau đó hít vào rướn và hạ đầu gối, lắc lư cái hông trở lại, lắc qua, lắc lại. Mình sẽ đổi qua bên kia, mình tập 7 lần như vậy nữa cho bên trái của mình. Tay bám chắc, chân hai chân chống giữ chắc lực, cả chân trái đạp về sau ở người. Một, cuộn vào, thở ra. Hai, thở ra. Ba, thở ra. Bốn, thở ra. Năm, thở. Sáu, thở. Và nhịp cuối cùng, rồi thở ra. Sau đó hạ đầu gối, lắc lư vai nhẹ nhàng. Mình sẽ vào tư thế mở lưng trên, giữ cố định hai cái đầu gối và giữ nguyên cái hông mình vuông góc. Mình chỉ thấy cái cùi chỏ của mình chạm vào cái mặt sàn, giữ đây. Lúc này mình sẽ tập giống như là tư thế con bò ha. Mình ổng cái lưng của mình lên, trườn bàn tay phải về trước, trườn bàn tay trái về trước, cho tới khi mình có thể hạ được cằm của mình chạm xuống sàn, lồng ngực của mình rớt xuống luôn nếu được, và giữ ở đây. Rồi nhẹ nhàng ngẩng cái mặt lên, lùi cái cùi chỏ vào, và mình đan hai bàn tay của mình lại, đan chắc hai bàn tay. Mình sẽ tập một vài tư thế gọi là tư thế dolphin, tư thế con cá heo. Bò hai tay về phía trước một chút, nhón mũi chân lên. Mình tập như là tư thế cháu úp mặt giữa mình nha. Đẩy cái hông về sau này, trườn người về trước, dồn lực lên mũi chân, rướn ra phía sau, giãn ra. Mình có hai cách, đó là cách dễ cho những bạn nào mới thì hãy đợi về sau và rướn về trước như vậy, đợi về, rướn về là đầu gối của bạn chạm đến sàn. Còn những bạn nào mà nếu cảm giác mình khỏe và chắc được rồi, nâng gối lên, rướn về sau, hít, thở ra, rướn về trước, đợi ra sau, hai, đợi ra sau, ba, ra sau, bốn, ra sau, năm, ra sau, sáu. Mình lặp 10 lần luôn nha. Đẩy, bảy, rướn về trước, đẩy ra sau, tám. Mỏi quá thì hãy hạ xuống nha mọi người. Chín, và nhịp cuối cùng, 10. Sau đó đẩy ra, hạ đầu gối, úp cả bàn tay xuống trở lại, lắc lư vai, nghiêng qua phải, nghiêng qua trái. Sau đó chống lên, mình lại đứng lên bốn đệm,
chui cái tay phải vào dưới và nằm hoàn toàn cái vai bên phải của mình chạm xuống sàn luôn. Úp bàn tay phải xuống, đưa tay trái mở lên trời, sau đó gỡ đặt về phía sau lưng của mình, xoay khuôn mặt về phía bên trái luôn và giữ ở đây. Rồi gỡ tay bên trái của mình chống cạnh khuôn mặt, xoay về bên phải và quay lại bốn điểm. Đổi về, chui tay trái và nằm vai bên trái của mình xuống sàn. Xoay khuôn mặt về phải, đưa tay phải ra sau lưng và mình lật vai mình lên. Sau đó mình chống tay bên phải xuống sàn gần khuôn mặt, xoay về trái và lại quay về tư thế 4 điểm. Nếu mỏi vai hãy lắc nhẹ nhàng, lắc qua và lắc lại hai vai. Sau đó mình chéo bàn chân của mình lùi về sau và mình ngồi lên gót chân, ngồi về phía cuối thảm của mình luôn á, đá chân của mình về phía trước. Và nhịp hai hông, hãy rướn người về trước một lần nữa để coi là sau một hồi vặn duỗi thì cái lưng của mình nó giãn ra thêm được một chút nào chưa nha. Hít vào, vươn cả hai tay và mình rướn người cao lên. Thở ra, đổ rạp về phía trước, trườn ra, vươn ra và bắt lấy chân. Đổ xuống từ từ, rạp xuống. Đổ xuống từ từ, rạp xuống. Cảm giác cái lưng mình nó đã dễ chịu hơn rất nhiều. Đổ xuống, thở ra, đổ xuống, thở ra, hít, thở ra, rạp xuống, hít, thở ra, kéo giãn xuống, một nhịp nữa, đổ hoàn toàn xuống, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, vươn tay của mình lên trời, hít vào, chuyển lên và gỡ hai tay ra. Từ vị trí này, hãy chập hai cái bàn chân mình lại. Không cần kéo sát nó vào bên trong mà mình đẩy nó về trước, đưa ra. Vào một cái vị trí mà cái trường này nó tạo một thành cái hình thoi ha. Hai tay mình đẩy lên, nhấn cái đầu gối, rướn người về trước, nâng lên. Nhấn gối, rướn người về trước, nâng lên. Một nhịp nữa, nhấn rướn người về trước, rồi lên. Nhịp cuối cùng, lần này mình sẽ cố gắng gác cái đầu mình xuống cái chân của mình luôn nha. Nhấn về phía trước, sau đó bò hai cái tay mình về trước, nắm đan lên cái bàn chân. Nếu mà bạn không chạm được xuống cũng không sao cả, chỉ cần cúi từ từ và rớt từ từ. Nếu mà bạn muốn chạm được nữa thì bắt đầu lắng nghe vào phần vai trên. Hít, ưỡn về trước, thở, rơi xuống. Lặp lại như vậy. Hít, ưỡn về trước, thở, rơi xuống. Tiếp tục hít, ưỡn ra, thở, đổ xuống. Mình chưa gác hẳn cái đầu ha, mình vẫn tiếp tục ưỡn thôi. Hít, thở ra. Mình vào sâu hơn một chút nữa. Và nếu thấy thoải mái thì mình hãy rạp hết xuống luôn. Nếu mà mình cảm thấy vẫn còn khó quá thì hãy lấy cái cùi chỏ lên vào cái đầu gối và mình đẩy cái người về phía trước như vậy là được rồi. Và mình sẽ giữ ở đây một vài nhịp. Sau đó nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nâng người mình lên từ từ. Và mình nằm ngửa người hoàn toàn ra luôn. Hai tay của mình ôm vào đầu gối, khép hai đầu gối lại và lắc lư lưng về hai bên. Mình thư giãn cho cái thắt lưng của mình.
Hãy cảm giác lúc này thắt lưng của mình nằm hết xuống dưới sàn. Từ đây, úp hai tay xuôi theo người và mình chỉ thẳng chân lên. Hãy chỉ cái mũi chân của mình lên trời. Nếu mà bạn thấy cái lưng mình đau quá không chịu được lực thì hãy khuỵu gối nha. Nếu được, hãy chỉ thẳng mũi chân. Bây giờ xoay ngược các ngón chân của bạn ra. Hạ chân bên phải của mình chạm xuống sàn. Vẫn giữ căng cái độ duỗi của mũi chân này. Lên. Độ chân bên trái hạ xuống sàn. Hít vào lên. Hạ chân bên phải xuống. Lên. Xuống. Nâng lên. Hạ xuống. 3. Hạ xuống. 2. Hạ xuống. Nhịp cuối cùng lên. Hạ chân bên trái xuống. Và mình nâng lên. Lúc này hãy chỉ cái mũi chân lên trời. Nếu mỏi quá hãy khuỵu gối và vươn hai tay của mình qua quả đầu. Khuỵu đầu gối và đạp hai bàn chân của mình xuống sàn. Giữ hai chân mở rộng ra bằng hông. Lật từng đốt sống lưng của mình lên. Từng đốt một đạp chặt chân. Cho tới lúc nào mà mình ưỡn hoàn toàn được cái lưng mình cao lên. Đừng xòe đầu gối ra. Hãy khép đầu gối vào và rướn lên. Sau đó hạ nhẹ nhàng từng đốt. Hãy chậm rãi. Chậm rãi cho tới lúc lưng mình nằm hoàn toàn lên thảm. Tiếp tục lặp lại. Hít vào lên. Cảm giác là cái cổ của mình cũng được kéo ra luôn. Phần sau cổ của mình. Rồi thở ra mình hạ xuống. Hít vào nâng lên. Và thở ra nhẹ nhàng. Đạp chắc chân. Nhịp thứ 3 lên. Rồi hạ xuống. Hai nhịp nữa thôi. Hít vào lên. Và hạ xuống. Nhịp cuối cùng. Hãy cố gắng rướn thật cao và ưỡn cái ngực lên nhiều hơn. 1, 2, 3, nâng hoàn toàn lên. Đạp chắc chân nữa và rướn cao lên. Cao hết mức lên nếu có thể. Và mình giữ ở đây. Rồi úp nhẹ nhàng hai tay xuôi theo người. Và mình hạ từng đốt sống của mình xuống. Và lại ôm gối vào lồng ngực trở lại. Lắc lưng về hai bên. Và thư giãn cho thắt lưng. Sau đó mình đạp hai bàn chân xuống. Nhấc mông lên bừng hết về bên phải của mình nè. Bừng qua cái mép thảm bên phải. Lúc này người mình hơi bị ẻo qua một bên. Vắt chân phải qua chân trái. Và dùng tay trái nhấn phần đầu gối bên phải của mình xuống. Nhấn và ép xuống sàn. Rồi mình xoay mặt, mở vai ra. Và vặn người mình về bên kia. Hãy giữ cái độ xoắn của người mình ở đây một vài nhịp. Bên trái nghiêng qua, vắt chân trái qua, dùng tay phải kéo chân trái, đầu gối trái nhìn xuống và mình mở vai trái của mình về bên kia.
quay người mình về giữa trở lại. Quay về nằm dài lên giữa thảm, hãy chỉ mũi chân căng ra. Hai chân khép lại, mũi chân chỉ căng, hai tay rướn qua quả đầu. Mỗi lần hít vào mình ủ lồng ngực và gần như là nhấc cái phần lưng giữa của mình lên khỏi sàn nha. Hít vào, ủ nộn dài người rướn lên. Thở ra, lỏng lưng xuống. Tiếp tục hít vào, xít mũi tay tới mũi chân kéo. Thở lỏng xuống. Ba hơi nữa hít vào, xít và kéo căng cái người rướn ra. Thở ra. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng hít vào, rướn căng ra. Rồi thở ra. Xít hai chân nâng nhẹ lên và rớt lỏng xuống sàn. Xít mông nâng lên, rồi rớt mông xuống sàn. Xít cánh tay rướn lên và thả lỏng. Hai bàn tay mềm xuống. Lắc lư người mình, tìm lấy vị trí mà toàn thân của mình thư giãn và thả lỏng được nhiều nhất. Bạn hãy đặt tay trái lên bụng và đặt tay phải lên lồng ngực của mình. Hãy cảm giác từng nhịp hít vào, nâng bụng và lồng ngực của mình lên. Từng nhịp thở ra êm, lỏng, rớt xuống sàn. Lặp lại như vậy, cảm giác vào sự nhấp nhô của bụng và của lồng ngực. Lắng nghe vào sự yên tĩnh, sự thư giãn của cơ thể và tâm trí mình. Gỡ hai tay để lỏng xuống, các ngón tay co mềm và mình thả lỏng khuôn mặt ra. Toàn bộ cơ thể chìm vào sự yên tĩnh và sự thư giãn. Hãy giữ cơ thể của mình thư giãn trong vòng 5 phút trước khi mà mình ngồi dậy nha. Thank you.
bất động của hai bả vai, sự buông lỏng của các ngón tay, ngón chân. Mình hít vào một hơi dài, thở dài ra, co, đung đưa lại, co duỗi, đung đưa các ngón tay, ngón chân của mình. Thảnh thức cơ thể êm và nhẹ nhàng. Lắc lư hai chân, lắc lư hai tay, duỗi vào trong, duỗi ra ngoài. Sau đó co gối, ôm gối của mình vào ngực, ôm hết cái cơ thể mình vào. Và mình đổ nghiêng về một bên, lỏng hoàn toàn người, rớt qua một bên, dùng một tay làm gối và nằm mềm người qua một bên luôn. Và vẫn nhắm mắt, mình chống tay, nâng người mình ngồi thẳng lên. Nếu mọi người có thắc mắc, có câu hỏi gì thì cứ viết xuống dưới, mình sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của mọi người nha. Có thể là hơi chậm một chút nhưng mà mình hứa là mình sẽ trả lời hết. Nếu mọi người thích video này, hãy bấm nút đăng ký, like và share để cập nhật những cái bài tập mới, những cái bài viết mới của mình. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau.